có rất nhiều nạn nhân. Nói chung là gia đình vợ chồng bỏ nhau hay là con cái phải ly tán hay là tự tử cũng do đầu tư vào ERG mất rất nhiều tiền. Nửa đầu năm 2019, ERG nổi lên tự xưng là tập đoàn hoành tráng đến từ Anh Quốc, huy động vốn lãi suất cao, trả theo ngày. Mỗi nhà đầu tư được xác nhận bằng một tấm ảnh, một mã số nguệch ngoạc. Cùng lời hứa, chỉ cần nộp tiền là rung đùi trở lĩnh lãi khủng 180% một năm, kèm theo hoa hồng khủng. Hoa hồng là khi người ta vào trực tiếp em được hưởng 18 tầng. Tuy nhiên, lãi khủng và hoa hồng khủng đều được quy ra tiền ảo của ERG. Tiền ảo thì có sao? Hàng chục nghìn người dân cả nước vẫn nô nức xuống tiền. Tháng 10 năm 2019, bản tin tài chính kinh doanh của Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng liên tiếp 4 phóng sự điều tra, vạch trần những hoạt động đáng ngờ của ERG. Khi mà 4 cái phóng sự của VTV bắt đầu nổi lên đó, thì có nhiều nhà đầu tư mới ngừng lại, họ không có vô nữa. Đó là cái giai đoạn mà bắt đầu là không rút được tiền. Tháng 11 năm 2019, những lệnh rút tiền không hồi đáp. Lý do là ứng dụng bảo trì. Sau đó, ERG thông báo cho phép nhà đầu tư rút tiền ảo Ethereum, nhưng cũng không ai rút được tiền. Tháng 12 năm 2019, Bộ Công an phát đi cảnh báo các dấu hiệu lừa đảo của ERG. Bộ Công an cảnh báo hình thức hoạt động của tập đoàn ERG thực chất là mô hình vay của người sau trả cho người trước, giống như mô hình đa cấp. Mô hình này sẽ sụp đổ khi số tiền của nhà đầu tư mới không đủ trả lãi cho các nhà đầu tư trước. Đầu năm 2020, ERG tiếp tục tung chiêu trò mới, chào mua cổ phiếu ERG. Tập đoàn vừa nay đã chia cổ tức bằng hai lần, từ sáng vào chiều. Lần thứ nhất là xuống lên rồi chia tới hai lần, anh không biết. Những nhà đầu tư kịp thời tỉnh mộng, muốn rút tiền, muốn tố cáo đã bị ERG dọa nạt và xóa tài khoản. Cứ bất kỳ ai mà không rút được tiền mà lên hỏi gặn, nói những cái điều tiêu cực là họ block ra liền. Đi ngược lại với họ, họ cô lập và họ loại ra khỏi cuộc chơi ngay lập tức. Tháng 6 năm 2020, ERG hứa hẹn mở lại cổng rút tiền, nhưng một lần nữa lại là hứa hão. Tôi đặt cái lệnh nhỏ nhất là 45 đô nó cũng không về, đặt cái lệnh lớn nhất là 2.000 đô nó cũng không về. Tất cả những lời hứa rút tiền của họ đều là lừa đảo hết, không có một cái đồng tiền nào đã về ví tôi cả. Điểm nhiều, cổ phiếu nhiều nhưng thực ra cũng chẳng có rút được tiền gì cả, chỉ nhìn cho vui vậy thôi. Thì tất cả chỉ là những lời nói lừa đảo của họ của ERG thôi. Có người mất tới 2-3 tỷ rồi, có người cấm sổ nhà để bán nhà đất để bồi thường lại vì danh dự của mình. Khi tuyển người vào giờ mất thì họ lại phải móc tiền túi ra trả lại cho những người thân trong nhà. Đó là những người có điều kiện, còn những người không có điều kiện thì lâm vào được cùng rất nhiều. Thank you.